Xin chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em phân môn chính tả. Hôm nay chúng ta sẽ viết bài nhớ ghi. Đó là bài sang năm con lên 7. Các em cùng thầy tìm hiểu bài nhé. Các em hãy theo dõi bài viết hôm nay. Nghe thầy đọc nhé. Mai rồi con lớn khôn, chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết thổi, cây chỉ còn là cây. Đại bàng chẳng về đây, đậu trên cành khế nữa. Chuyện ngày xưa ngày sửa, chỉ là chuyện ngày xưa. Đi qua thời ấu thơ, bao điều bay đi mất. Chỉ còn trong đời thật, tiếng người nói với con. Hạnh phúc khó khăn hơn, mọi điều con đã thấy. Nhưng là con giành lấy, từ hai bàn tay con. Vũ Đình Minh. Các em đã nghe thầy đọc rồi, đúng không nè? Vậy trước khi bắt đầu bài viết, thầy và trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn viết nhé. Các em hãy cho thầy biết những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp. Bắt đầu chúng ta làm việc nè. Các em đã suy nghĩ và tìm ra được đáp án chưa nè? Rồi, bắt đầu chúng ta cùng theo dõi đáp án. Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp nè? Giờ con đang lon ton, khắp sân vườn chạy nhảy. Chỉ mình con nghe thấy tiếng muôn loài với con. Và những câu thơ nói về thế giới ngày mai theo cách ngược lại với thế giới tuổi thơ. Các em đã tìm ra được đáp án rồi. Rồi, chúc mừng các em đã vượt qua được câu hỏi số 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi kế tiếp. Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi ta lớn lên? Các em cùng tìm hiểu nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của câu thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi ta lớn lên. Khi ta lớn lên, thế giới tuổi thơ thay đổi ngược lại với tất cả những gì mà trẻ em cảm nhận. Chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết thổi, cây chỉ còn là cây, đại bàng chẳng về đây, đậu trên cành khế nữa, chỉ còn trong đời thật, tiếng người nói với con. Thế giới tuổi thơ của chúng ta đã có sự thay đổi như vậy. Vậy, giả từ tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu? Các em chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem. Tuổi thơ chúng ta đã có sự thay đổi. Vậy là chúng ta đã từ giả từ tuổi thơ, con người sẽ thấy hạnh phúc ở đâu? Giả từ tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời thật. Phải tìm lấy hạnh phúc từ cuộc sống khó khăn bằng chính bàn tay của mình. Nãy giờ, thầy trò chúng ta đã làm việc để tìm hiểu bài. Các em hãy cho thầy biết qua bài thơ em hiểu người cha muốn nói với con điều gì. Chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Các em hãy cho thầy đáp án nè. À, đúng rồi. Đây, qua bài thơ này, người cha muốn nói với con, khi lớn lên, giả từ tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thực sự do chính hai bàn tay con gây dựng nên. Đó chính là nội dung chính của bài viết chính tả của chúng ta hôm nay.
Ở đoạn viết này, theo thầy, các em có các từ khó sau đây. Đó là từ ấu thơ và từ lon ton. Và để giúp cho các em hiểu nghĩa của các từ, thầy sẽ có một số giải thích sau đây. Từ ấu thơ có nghĩa là trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi. Lon ton có nghĩa là gợi tả dáng đi chạy của trẻ nhanh nhẹn, vẻ hồ hởi. Đó là nghĩa của hai từ chúng ta cần hiểu của đoạn viết hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết chính tả cái đoạn sang năm con lên 7 nhé các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em bằng cách là thầy đọc câu nào, các em ghi câu đó và các em theo dõi bắt lỗi chính tả từng câu nhé. Rồi bắt đầu chúng ta viết nè. Các em ghi tự bài đi nè. Sang năm con lên 7. Xuống dần. Từ lệ đỏ chúng ta đếm vào hai ô nhé các bạn. Rồi bắt đầu ta viết. Mai rồi con lớn khôn. Mai rồi con lớn khôn. Mai rồi con lớn khôn. Chim không còn biết nói. Chim không còn biết nói. Chim không còn biết nói. Gió chỉ còn biết thổi. Gió chỉ còn biết thổi. Cây chỉ còn là cây. Cây chỉ còn là cây. Cây chỉ còn là cây. Đại bàng chẳng về đây. Đại bàng chẳng về đây. Đại bàng chẳng về đây. Đậu trên cành khế nữa. Đậu trên cành khế nữa. Đậu trên cành khế nữa. Chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa. Phải ngày sửa. Ngày sửa. Ngày sửa. Xuống dòng. Chỉ là chuyện ngày xưa. Chỉ là chuyện ngày xưa. Chỉ là chuyện ngày xưa. Chấm xuống dòng. Chúng ta qua khổ thơ kế tiếp. Đi qua thời ấu thơ. Đi qua thời ấu thơ. Đi qua thời ấu thơ. Bao điều bay đi mất. Bao điều bay đi mất. Bao điều bay đi mất. Chỉ còn trong đời thật. Chỉ còn trong đời thật. Chỉ còn trong đời thật. Tiếng người nói với con. Tiếng người nói với con. Tiếng người nói với con. Hạnh phúc khó khăn hơn. Hạnh phúc khó khăn hơn. Hạnh phúc khó khăn hơn. Mọi điều con đã thấy. Mọi điều con đã thấy. Mọi điều con đã thấy. Nhưng là con giành lấy. Nhưng là con giành lấy. Nhưng là con giành lấy. Từ hai bàn tay con. Từ hai bàn tay con. Từ hai bàn tay con. Chấm hết. Ghi tên tác giả Vũ Đình Minh. Vũ Đình Minh. Vũ Đình Minh. Các em dò lỗi chính tả.
và xem coi mình bắt bao nhiêu loại nhé. Bây giờ chúng ta có bài tập số 2 ở phần luyện tập. Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng. Ở bài tập này chúng ta có hai yêu cầu là chúng ta tìm tên các cơ quan tổ chức trong đoạn văn sau. Rồi, yêu cầu thứ hai là viết lại các tên ấy cho đúng. Ngay sau khi ký công ước về quyền trẻ em, chính phủ nước ta đã tổ chức hội nghị quốc gia vì trẻ em Việt Nam thông qua chương trình hành động vì trẻ em năm 1991 năm 2000, thành lập Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chính phủ phân công trách nhiệm cho các cán bộ ngành cụ thể như sau. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam chỉ đạo phối hợp hành động tổ chức thực hiện theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình. Bộ Y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ cho trẻ em. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các cán bộ, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức dịch vụ kinh tế hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, hướng dẫn cha mẹ nuôi dạy con. Các em đọc đoạn văn và thực hiện đúng yêu cầu. Sau đây, thầy trò chúng ta cùng tìm đáp án nhé các bạn. Trước tiên, chúng ta tên viết chưa đúng, nó là Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Chúng ta viết đúng đó là Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. Ở đây chúng ta có tiếng bảo à, viết sai đúng không các bạn? Rồi Bộ Y tế, Bộ Y tế là có hai bộ phận. Bộ phận chúng ta viết sai tiếng Y của bộ phận thứ hai, cho nên chúng ta viết đúng là Bộ Y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở đây chúng ta có ba bộ phận. Chúng ta viết đúng là tiếng giáo, là chúng ta phải viết hoa vì ở bộ phận thứ hai này tiếng giáo không viết hoa. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chúng ta sửa lại tiếng lao là chúng ta viết hoa nhé các bạn. Chúng ta lại có cụm từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ở đây tiếng liên ở bộ phận thứ hai viết không viết hoa, cho nên chúng ta sửa lại viết hoa. Và ở bộ phận thứ ba là phụ nữ, tiếng phụ chưa viết hoa âm bờ, cho nên chúng ta viết hoa âm âm bờ. Chúc mừng các bạn. Tiếp theo chúng ta có bài tập số 3. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ty, ba chấm ở địa phương em. Ở đây thầy có gợi ý, giả sử như chúng ta ở nhà, chúng ta ở gần trường tiểu cơ quan là trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, rồi kế đó là chúng ta có xí nghiệp Mai Hữu Nghị, rồi kế tiếp nữa là chúng ta có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Các em thực hiện trên giấy, có điều gì thắc mắc hãy gọi điện cho thầy nhé. Tiết học hôm nay chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc các em ngoan và học giỏi. Xin hẹn gặp các em tiết sau. Xin chào các em.